Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cháu sẽ quay cho quý vị cho cặp bố và ba mẹ con Milu ăn luôn. Đấy, ăn buổi chiều quý vị. Kèm với cả cà rốt luôn. Có cả cà rốt luôn. Đấy. Này ăn cả thịt xay quý vị. Ăn rất là nhanh. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh Bà Bồn Chuông để theo dõi nhiều video của chúng cháu nhé. Ăn rất là thích. Đây quý vị, đây là mấy cái cương ở đây. Đó. Hai em luôn. Đi rồi. Ôi. Chạy vòng quanh luôn. Ba mẹ con ăn. Ăn bát ngầu gì đấy. Ăn no luôn. Đây quý vị. Đây. Có hai mẹ con, ba mẹ con ở đây luôn. Ăn mẹ luôn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi nhiều video của chúng cháu nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.